Lê xin xin chào quý vị quay trở lại với tin người Việt Canada. Bản tin phát sóng mỗi ngày buổi sáng và buổi tối tại YouTube channel thưa quý vị. Và rất cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian để có thể cập nhật tin tức Canada cũng như là thế giới. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, 28 tháng 3, thì chủ đề về địa ốc đã được cập nhật khi mà công việc từ xa, cũng như là cách mà nó đang định hình xu hướng mua nhà của người dân tại tỉnh bang Ontario và tỷ lệ làm việc từ xa cũng đã bùng nổ từ đại dịch Covid-19, nhưng mà khi chúng ta đang tiếp tục tiến tới trở lại bình thường, ngày càng nhiều người sử dụng lao động bắt đầu đưa ra những chính sách để có thể quay trở lại văn phòng. Từ mức cao nhất là 41,1% người Canada đang làm việc từ xa vào tháng 4 năm 2020. Dữ liệu gần đây của cơ quan thống kê Canada cho thấy, tổng cộng 25% người Canada đang làm việc và hoàn thành công việc từ xa hoặc là theo mô hình kết hợp. Đồng thời, cung sốt về bất động sản lên tới đỉnh điểm về giá bán kỷ lục ở Ontario vào năm 2022 đã khiến cho giá giảm vào năm 2023 và tốc độ tăng trưởng chậm lại kể từ đó. Một phần là do ngân hàng Canada cũng đã tăng lãi suất cao, nhưng mà nhiều đại lý bất động sản cho biết rằng những công nhân rời khỏi thành phố trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch đang trở lại và phải di chuyển lâu dài hơn vài lần một tuần trong khi những người khác, đặc biệt là những người mà ở xa trung tâm đô thị hoặc là ở những vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận, những địa điểm tiếp cận đó đã không thể quay trở lại văn phòng. Và những thách thức của cuộc sống nông thôn đang gây khó khăn cho một số chủ nhà mới hiện nay. Và dữ liệu từ Hội đồng Bất động Sản khu vực Toronto đã cho thấy giá trung bình của một ngôi nhà tại thành phố là 884.385 đô vào tháng 1 năm 2020 và giá trung bình cũng đã tăng lên tới 40% và 1.243.070 đô vào tháng 4 năm 2022. Và kể từ đó, tuy đã giảm suốt 22%, tương đương 959.915 đô, nhưng mà con số vẫn còn cao thưa quý vị vào tháng 1 năm 2024, thì tỷ lệ phần trăm tăng giá có vẻ nhỏ hơn tại các khu vực ngoài khu vực Greater Toronto đã chứng kiến giá bán nhà trung bình trong nhiều trường hợp đã tăng ít hơn. Và theo Hiệp hội Môi trường Bất động Sản, ví dụ như là ở Hamilton, Burlington, giá nhà khu vực Hamilton tăng khoảng 40% lên dưới 976.000 từ năm 2020 đến năm 2022 trước khi giảm xuống khoảng 10% so với mức cao kỷ lục vào năm ngoái. Còn ở các khu vực xa GTA thì có giá bán gần như là gấp đôi. Và từ kinh nghiệm của các chuyên gia, một đại lý bất động sản cũng đã chia sẻ rằng nhiều người đến từ GTA chỉ đơn giản là lái xe cho đến khi nào đủ khả năng chi trả để có thể mua một ngôi nhà và giá một ngôi nhà ở khu vực ví dụ như là Well cũng đã tăng hơn 80% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022 lên 1,1 triệu đô. Và trước khi giảm xuống khoảng 20% tính đến tháng 1 năm nay. Còn ở thành phố London Ontario thì cho thấy giá trong khu vực cũng đã tăng lên tới 88% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022 thưa quý vị, lên tới 825.221 đô và tính đến tháng 2 thì giá bán trung bình đã giảm 25% Dữ liệu của CRA cũng đã cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi tương tự đối với giá bán nhà ở những khu vực như là Kingston trong khoảng thời gian đó, với mức giá đạt đỉnh là 750.000 vào tháng 3 năm 2022. Còn tại Windsor hoặc là Essex thì giá nhà gần như gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022 lên hơn 700.000 đô và tính đến tháng 2 năm 2024 thì giá này đã giảm khoảng 17% còn giá bán trung bình một ngôi nhà ở thành phố Berry tăng khoảng tới 90% trong khoảng thời gian của đại dịch từ 2020 đến 2022 xuống chỉ còn 1 triệu đô trước khi giảm thêm 25% so với mức cao vào năm ngoái. Và thành phố Berry cũng đã đưa ra một ví dụ, nếu như quý vị phải đến thành phố Toronto và quý vị phải làm việc vào lúc 9 giờ sáng, thì quý vị phải rời khỏi nhà từ Berry từ 6 giờ sáng hoặc là 6 giờ 30. Và nếu mà gặp tình trạng kẹt xe, quý vị chắc chắn sẽ trễ làm. Và tôi vừa nói chuyện với rất nhiều người gặp phải trường hợp tương tự. Và tính đến tháng 2 năm 2024 thì 13,5% người Canada vẫn đang làm việc từ xa, từ 15 đến 69 tuổi thưa quý vị. Và trong khi 11,4% đang có một sự kết hợp, tức là vừa làm việc online vừa phải đến văn phòng một vài ngày trong tuần. Và trên khắp Canada thì bất động sản thương mại vẫn chưa thể phục hồi sau lượng chỗ trống tăng mạnh. 10 đến 15% nhu cầu đã bị phá hủy một cách vĩnh viễn. Còn những khu vực có giá bán nhà trung bình tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến 2022 cũng đã giảm kể từ đó và thương giảm là 20%. Tuy nhiên thì bất kỳ ai đang hy vọng giá tiếp tục giảm có thể sẽ bị sốc vì những báo cáo gần đây của Royal LePage đã cho thấy thị trường bất động sản có thể sẽ hồi sinh. Với dự báo giá nhà trung bình toàn quốc sẽ tăng khoảng 5% và báo cáo cũng lưu ý rằng lượng nhà tồn kho vẫn thấp so với nhu cầu cao có thể đẩy cho giá nhà còn tăng hơn nữa vào mùa xuân năm nay và trong đó Ontario có thể sẽ chứng kiến một mức tăng lớn nhất trên toàn quốc vào mùa xuân này ở mức 8%. Và tiếp theo thưa quý vị, hãy nhìn lại một vụ kiện muốn thay đổi cách trả tiền cho người môi giới bất động sản có thể sẽ ảnh hưởng đến Canada. Việc mua bán nhà ở Hoa Kỳ có thể có những thay đổi lớn trong năm nay và chính vì vậy một câu hỏi đặt ra liệu Canada có thay đổi hay không. Hiệp hội môi giới quốc gia của Hoa Kỳ đã giải quyết một vụ kiện trị giá 418 triệu đô thưa quý vị. Điều đó có nghĩa là mức hoa hồng tiêu chuẩn 6% dành cho nhà môi giới bất động sản đã bị hủy bỏ. Và Mark Myers là một công ty luật có trụ sở tại thành phố Toronto đã cho biết khi mà thị trường nhà ở mùa xuân của chúng ta đang nóng lên, một công ty lực ở Toronto đang muốn thấy những thay đổi đó cũng đến với Canada. Chúng tôi tin rằng các quy tắc được thỏa thuận giữa các công ty môi giới bất động sản liên quan đến việc trả tiền hoa hồng cho người môi giới, người mua là phản cạnh tranh và làm tăng giá nhà của những khoản hoa hồng này và có những tác động tiêu cực đến người bán nhà. Và một vụ kiện tập thể đã được đề xuất trước tòa án liên bang nhằm thay đổi các quy tắc tương tự cũng đã diễn ra ở Canada. Và tất nhiên không phải ai cũng đồng ý với những thay đổi ở Canada là cần thiết và cách xử lý về tiền hoa hồng có một số khác biệt rất lớn đối với Hoa Kỳ. Vào đầu tháng này, thì Hiệp hội Hoa Kỳ đã đồng ý loại bỏ các chính sách trong nhiều thập kỷ của họ giúp ấn định tiền hoa hồng cho các đại lý và chuyển sang giải quyết nhiều vụ kiện cho rằng các quy định này đã buộc người dân phải trả nhiều tiền hơn so với số tiền mà lẽ ra họ phải trả cho một căn nhà họ muốn mua và là một phần của thỏa thuận gian xếp. Hiệp hội Môi giới Quốc gia Hoa Kỳ đã đồng ý không còn yêu cầu nhà môi giới phải quảng cáo nhà để có thể bán ở trên dịch vụ là ví dụ như là MLS nữa, mà phải đưa ra bất kỳ một khoản bồi thường trả giá trước nào cho đại lý của người mua. Việc thay đổi quy tắc để ngõ cho người bán nhà và cá nhân thương lượng các đề nghị đó với những đại lý của người mua bên ngoài nền tảng LMS thưa quý vị. Và mặc dù nhà môi giới của người bán cũng phải tiết lộ mọi thỏa thuận bồi thường như vậy. Nhưng mà những thay đổi về nguyên tắc này dự kiến sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 7 2024, thể hiện một sự thay đổi rất lớn trong cách thức hoạt động của các đại lý bất động sản kể từ những năm 1990 và có thể dẫn đến việc mà người mua và người bán có thể đàm phán mức hoa hồng đại lý thấp hơn. Hiện tại thì các đại lý làm việc với người mua và người bán thường chia hoa hồng khoảng từ 5 đến 6% số tiền mà người bán phải trả. Và thông lệ này về cơ bản đã trở thành thông lệ vì danh sách nhà bao gồm các đề nghị đền bù hợp tác được xây dựng sẵn giữa các đại lý ở cả hai bên giao dịch. Và khi mà người bán, rao bán ngôi nhà của mình ở trên hệ thống MLS, thì các hiệp hội bất động sản và công ty môi giới yêu cầu người bán phải đưa ra đề nghị hoa hồng cho nhà môi giới của người mua. Và khi mà nhà môi giới đăng giới thiệu nhà cho khách hàng của họ, họ có thể biết mỗi người bán đưa ra giá bao nhiêu. Và mối lo ngại là nếu như người bán không đặt hoa hồng tiêu chuẩn, thì sẽ có ít người môi giới giới thiệu căn nhà của những khách hàng ở trên MLS. Và tất nhiên là người bán sẽ nhận được ít những lần sau nhà cũng như là giá trị của họ bị giảm xuống. Và cùng với vụ kiện tại Hoa Kỳ, thì luật sư Mers cũng đã cho biết công ty của ông đang tìm kiếm sự bồi thường cho những người bán đã bị ảnh hưởng bởi những quy tắc tương tự như thế này ở đạo luật cạnh tranh liên bang. Và Hiệp hội Bất Động Sản Canada, CREA, cũng như là Ủy ban Bất Động Sản khu vực Toronto nằm trong số hàng chục tập đoàn Bất Động Sản bị nêu tên ở trong vụ kiện này. Các vụ kiện tồn ở Canada liên quan đến các tình huống về pháp lý và thực tế khác nhau, nhưng mà công ty Bất Động Sản Toronto đang tiếp tục tìm cách để bác bỏ vụ kiện chống lại mình vì vấn đề vẫn đang được đưa ra tòa án, nên là chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm vào lúc này. CIA nói rằng, Hoa Kỳ có bối cảnh thực tế và pháp lý khác đối với Canada, một người phát ngôn của CIA đã nói, tại Canada, thì Reuters nghĩa là các người trong Hiệp hội Bất động sản của Canada sử dụng chuyên môn của mình để giúp hướng dẫn người mua và người bán trong quá trình mua nhà và người tiêu dùng luôn có thể thương lượng hoa hồng với đại lý của mình với tư cách là người bán hoặc là người mua. Giáo sư điều hành lĩnh vực bất động sản tại trường kinh tế Alberta thuộc Đại học Alberta cũng đã chia sẻ rằng có những quy tắc bất thành văn xung quanh cách quyết định về tỷ lệ hoa hồng giữa hai đại lý. Ví dụ như là ở BC và Alberta thì đó là 7% trên 100.000 đô đầu tiên và tiếp theo là 3% cho số tiền sau đó. Và ông nói thêm rằng ở Ontario mức phí cố định thường là 5% và các quy tắc hoạt động ở Canada luôn khác với Hoa Kỳ. Và một lần nữa khẳng định ở Canada không có hoa hồng bắt buộc, hoa hồng có thể thương lượng được. Và hơn 10 năm trước ở Canada thì cuộc cạnh tranh cũng đã buộc tất cả hệ thống giao dịch MLS ở Canada phải cho phép người bán đăng tài sản của mình ở trên MLS mà không cần sử dụng nhà môi giới bất động sản và trong 99% trường hợp, người bán đưa ra một mức lãi suất là 2,5% mỗi người môi giới cho người bán và người mua và có những hậu quả lớn nếu như có khả năng đi chệch khỏi quy tắc này và các nhà môi giới sẽ không giới thiệu nhà cho khách hàng của họ nếu như họ không nhận được một mức tiêu chuẩn là 2,5%. Hoa hồng ở Canada chỉ được người mua và người bán chấp nhận theo quy ước và điều này có nghĩa là thu nhập lớn cho các nhà môi giới bất động sản. Và nếu như chúng ta nhìn vào những gì đã xảy ra với giá nhà đất từ 15 đến 20 năm qua thì 6% đó đang phản ánh một số tiền vô lý so với số tiền mà chính đại lý đó lẽ ra đã được trả 15 năm trước. Vụ kiện có thể dẫn đến một sự thay đổi văn hóa trong cách mà người Canada đàm phán với các nhà môi giới bất động sản và thậm chí có thể là có khả năng làm giảm số lượng người làm việc trong ngành này, thưa quý vị. Đặc biệt, sự thay đổi trong cơ cấu hoa hồng ở Hoa Kỳ có thể làm giảm số lượng những đại lý từ 20 đến 40% ở đó. Và vì vậy, nếu như điều chỉnh tương tự xảy ra ở Canada, thì chúng ta có thể kỳ vọng ngành này cũng giảm tới 30%. Không biết quý vị, những người mà đang làm việc trong lĩnh vực địa ốc, quý vị nghĩ như thế nào trước thông tin này? Một quý vị chia sẻ cùng tin người Việt Canada. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chuyển sang một tin tức tiếp theo, khi mà Thủ tướng Justin Trudeau hứa rằng sẽ cho vay 1 tỷ đô để mở rộng các trung tâm chăm sóc trẻ em. Ngân sách của chính phủ liên bang đã quay trở lại trong hai ngày liên tiếp và lần này nhắm vào các bậc cha mẹ và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi mà Thủ tướng Justin Trudeau cho biết rằng ngày 28 tháng 3 tại Surrey của BC, chính phủ đang có kế hoạch sẽ cung cấp hơn 1 tỷ đô dưới dạng là những khoản vay chi phí thấp, trợ cấp và xóa nợ cho sinh viên để mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em trên toàn Canada. Thưa quý vị. Và Thủ tướng cho biết rằng Khoản tài trợ này là một phần trong nỗ lực của chính phủ tự do nhằm giành lại sự ủng hộ của các cử tri trẻ và các gia đình trung lưu. Và đây là một chương trình hoàn toàn mới mà chúng tôi đang xây dựng, vì với tư cách là chính phủ, chúng tôi đã quyết định và biết rằng việc mà tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao giá cả phải chăng là rất quan trọng trên toàn quốc và không chỉ để cho trẻ em có thể có được khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống và không chỉ vì nó đang góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta mà còn bởi vì các gia đình đặc biệt là các cha mẹ không nên phải lựa chọn giữa sự nghiệp và việc nuôi dưỡng gia đình Thủ tướng cũng cho biết rằng số tiền này sẽ được cung cấp trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em công cộng và phi lợi nhuận thông qua tập đoàn nhà ở và thế chấp Canada để có thể mở rộng không gian của họ hoặc là cho các dự án như là trung tâm mới được xây dựng bên cạnh nhà ở công cộng. Thêm 60 triệu đô sẽ được dành cho các khoản tài trợ không hoàn lại cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em đủ điều kiện để xây dựng không gian mới hoặc là cải tạo và chính phủ cũng sẽ miễn những khoản vay sinh viên thưa quý vị cho các nhà giáo dục mầm non ở nông thôn và vùng xa và 10 triệu đô khác cho 2 năm để củng cố đội ngũ của họ bằng cách đào tạo thêm và việc tài trợ cho các không gian trẻ em giá cả phải chăng hơn là một phần mở rộng của chương trình chăm sóc trẻ em trị giá 10 đô một ngày của chính phủ đã được tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ đồng ý. Và Thủ tướng Trudeau thừa nhận trong thông báo rằng không phải là tất cả chính quyền tỉnh đều đang tiến hành chương trình 10 đô một ngày nhanh chóng hoặc là có trách nhiệm có thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc mang tính xây dựng với tất cả các tỉnh nhưng mà nhận ra rằng vì đảng bảo thủ liên bang luôn phản đối việc chăm sóc trẻ em nên là các thủ hiến bảo thủ trong một số trường hợp đi chậm và trong một số trường hợp không cung cấp đúng mức bởi vì họ đang lắng nghe những người anh em liên bang của họ và thủ tướng cũng cho biết rằng các nhà điều hành trẻ em ở một số tỉnh đã đe dọa rút khỏi hệ thống quốc gia và nói rằng các thỏa thuận liên bang tỉnh đã giới hạn một mức phí mà họ có thể thu và không trang trải được chi phí cho mình. Còn các nhóm chăm sóc trẻ em ở Alberta và Ontario cho biết rằng gánh nặng cung cấp dịch vụ chăm sóc giá rẻ đang được chuyển sang các nhà điều hành và chính phủ sẽ yêu cầu các tỉnh đó phải chịu trách nhiệm sau khi mà họ chấp nhận khoản tài trợ những khoản đầu tư hàng tỷ đô này vào việc chăm sóc trẻ em sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về số lượng không gian trên toàn quốc là những điều mà họ đã hứa hẹn nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Và quay trở lại thưa quý vị, ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Trudeau Đô đã bắt đầu chuyến công du trước ngân sách của mình bằng việc là trình bày hàng loạt những dự định ở trong ngân sách 2024 và không biết quý vị có chia sẻ gì thêm. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã góp ý cho bản tin. Và chuyển sang một số thông tin tại tỉnh bang Quebec khi mà người dân tại đây đang cảnh báo quy định ngôn ngữ mới có thể sẽ dẫn đến ít sản phẩm hơn, còn giá thì cao hơn. Và một hiệp hội đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp nước ngoài, thưa quý vị, tại tỉnh bang Quebec nói rằng các sản phẩm tiêu dùng phổ biến đang có nguy cơ biến mất khỏi những cửa hàng trên khắp Quebec và những sản phẩm còn lại thì có thể đắt hơn. Vì cuộc cải cách tiếng Pháp đang diễn ra, và giám đốc điều hành của Hiệp hội Thương hiệu Quốc tế đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, chi phí và sự bất tiện xung quanh việc mà áp dụng các quy định dự thảo có thể sẽ đẩy một số nhà sản xuất ra khỏi thị trường Quebec. Và người mà có nhóm đại diện cho 6.000 năm trong công ty trên 181 khu vực pháp lý đã cho biết, các công ty sẽ phải tự đặt ra câu hỏi liệu việc thâm nhập vào thị trường Quebec có thực sự còn phù hợp hay không. Một số công ty có thể sẽ phải quyết định rằng, tốt hơn hết là họ nên rút sản phẩm của mình ra khỏi tỉnh và khiến cho người tiêu dùng có ít sự lựa chọn hơn. Và nếu có ít sản phẩm cũng như là ít sự lựa chọn hơn trên thị trường, người tiêu dùng sẽ thiệt thòi. Và bởi vì điều đó có nghĩa là một số công ty sẽ có nhiều cơ hội tăng giá hơn vì không có sự cạnh tranh cao. Và các quy định dự thảo là kết quả của cuộc cải cách ngôn ngữ của Quebec được gọi là dự luật 916 đã được thông qua vào tháng 5 năm 2022 nhằm tăng cường các yêu cầu về tiếng Pháp trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Quebec. Và đây cũng là vấn đề được nhiều hiệp hội quan ngại về một số khía cạnh của các quy định được đề xuất, bao gồm yêu cầu từ việc mà phải khắc tên bằng tiếng Pháp trên những sản phẩm bán tại đây. Và trong bản tóm tắt được gửi cho chính phủ, hiệp hội sử dụng ví dụ về ngăn kéo ở bên trong của máy giặt, nơi mà các ngăn khác nhau được khắc bằng tiếng Anh dành cho những thứ như là chất tẩy rửa và chất làm mềm cũng phải thay đổi và điều này rất khó để thực hiện. Các nhà sản xuất cũng sẽ phải thay đổi khuôn mẫu sản xuất của mình. Và nếu như một nhà xuất khẩu phải thay đổi phương pháp sản xuất dành riêng cho một thị trường khe bé, điều đó sẽ gây ra chi phí đáng kể cho công ty đó và tất nhiên khó có thể lựa chọn. Và các công ty này cũng đang lo ngại về nghĩa vụ Dịch mô tả ở trên bao bì sản phẩm là một phần của nhãn hiệu đã ghi danh, cũng như là về chi phí và thời hạn liên quan đến việc mà áp dụng các quy định mới về ngôn ngữ tại Quebec. Và theo một dự thảo quy định được công bố vào ngày 10 tháng 1, thì các doanh nghiệp có mặt tiền cửa hàng ở Quebec sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 6 năm 2025 để bảo đảm rằng tiếng Pháp được chiếm một không gian ở trên biển hiệu, tức là lớn gấp đôi so với ngôn ngữ khác. Thưa quý vị, và các quy định được đề xuất có thể sẽ vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Canada và các hiệp định của các tổ chức thương mại thế giới mà Canada đã ký kết, cụ thể là hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại và các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cải các ngôn ngữ tại Quebec cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về thỏa thuận Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Hiệp hội này không phải là hiệp hội duy nhất đang tỏ ra dè dặt mà vào tháng 1 thì chính quyền của ông Biden cũng bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiềm ẩn đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại đây từ dự thảo quy định trong khuôn khổ của cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Hoa Kỳ và Canada. Và vào tuần trước thì bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiếng Pháp đã nói với các phóng viên rằng chính phủ đang xem xét tất cả những ý kiến về quy tắc đã được đề xuất của mình để các quy định này được áp dụng đúng cách hơn. Lý tưởng nhất là tất và các dịch vụ hiện có vẫn phải có sẵn. Tuy nhiên thì người này nói thêm, Quebec có quyền được phục vụ bằng tiếng Pháp và có quyền dán nhãn sản phẩm dùng tiếng Pháp để người Quebec có thể hiểu họ đang mua gì và biết sản phẩm bên trong là gì. Và người này chia sẻ tôi không nghĩ điều đó có thể thương lượng được. Thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị cùng đến với một bài viết có tựa đề rằng kinh tế Mỹ thời ông Trump và Biden. Cuộc sống của quý vị hôm nay có tốt hơn 4 năm trước hay không? Là một câu hỏi nổi tiếng bắt nguồn từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1980. Khi đó, ông Ronald Reagan đã dựa vào câu hỏi này mà đã làm chủ tòa bạch ốc. 8 năm cầm quyền sau đó đã mang lại một nền kinh tế thịnh vượng cho nước Mỹ. Và hiện tại, cựu tổng thống Donald Trump và đương kim tổng thống ông Joe Biden cũng đã đặt ra câu hỏi này với cử tri. Hai bên có quan điểm hoàn toàn khác nhau và đều hy vọng rằng đáp án sẽ có lợi cho mình. Tuy nhiên, cử tri của cả hai đảng đều có suy nghĩ phức tạp hơn so với hơn 40 năm trước và phán quyết cuối cùng có thể thuộc về những người suy ngẫm về đại dịch Covid-19 tình trạng về ví tiền của mình cũng như là những cảm thụ của họ về trạng thái hạnh phúc rộng lớn hơn hiện tại. Đối với ông Trump, cuộc sống tốt hơn dưới thời ông Trump sẽ không có chiến tranh theo ông nói. Vào ngày 18 tháng 3, thì ông Trump cũng đã hỏi những người ủng hộ mình rằng bằng chữ in hoa ở trên nền tảng mạng xã hội trước cuộc sống của quý vị ngày nay có tốt hơn 4 năm trước không? Và tại một cuộc vận động tranh cử vào tháng 3, ông Trump cũng đã đưa ra một bản tóm tắt sâu rộng về 4 năm đầu cầm quyền của mình và nói với những người ủng hộ rằng, dưới thời chính quyền Trump, cuộc sống của các bạn đã thay đổi tốt hơn, gia đình của các bạn tốt hơn, hàng xóm của bạn tốt hơn và cộng đồng của các bạn tốt hơn, đất nước của chúng ta cũng tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn. Đó là sự thật, nước Mỹ đã trở nên mạnh mẽ hơn, hùng mạnh hơn và giàu có hơn, an toàn hơn và tự tin hơn bạn sẽ không bao giờ có chiến tranh dưới thời chính quyền Trump, Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraine, Israel sẽ không bao giờ bị tấn công và bạn sẽ không có lạm phát. Các đồng minh của ông Trump không đều giấu giếm rằng người Mỹ hiện nay không khá hơn gì so với 4 năm trước. Họ tin rằng dưới thời chính quyền ông Biden, tình lan sóng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ gia tăng, cùng với lạm phát cao đã khiến cho cuộc sống của nhiều người Mỹ trở nên khó khăn và họ sẵn sàng quay trở lại với các chính sách của ông Trump. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa là Michael Wackley vào đầu tháng 3 cũng đã cho biết nước Mỹ không mạnh như 4 năm trước và cuộc sống của người Mỹ không còn tốt như 4 năm trước. Ông tin rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn dưới sự lãnh đạo của ông Trump so với sự lãnh đạo của ông Biden. Lara Trump, con dâu thứ hai của ông Trump, và là đồng chủ tịch của RNC đã nói với Fox News vào đầu tháng 3 rằng người Mỹ có thể dễ dàng so sánh cuộc sống của chính họ với khi mà Donald Trump còn đương chức. Còn người dẫn chương trình của Fox News gần đây cũng đã lưu ý rằng các đảng viên đảng Dân Chủ không muốn nói về điều này. Bây giờ bạn có khá hơn 4 năm trước hay không vì họ không có câu trả lời. Còn đối với ông Biden thì ông đã nói đã có một trận đại dịch cách đây 4 năm theo hãng tin AP, nhóm tranh cử của ông Biden không hề có ý định hỏi cử tri câu hỏi kinh điển này. Nhưng mà sau khi ông Trump nêu ra câu hỏi, thì Tổng thống Biden đã nhanh chóng bác bỏ nó. Ông Biden đã nêu vấn đề này tại 3 buổi gây quỳ ở Texas vào tuần qua. Nói chuyện với các nhà tài trợ giàu có của mình ở Dallas vào ngày 20 tháng 3, ông Biden đã nói, nói về Donald Trump, chỉ vài ngày trước, ông ấy đã đặt ra một câu hỏi nổi tiếng tại một cuộc meeting ngày hôm nay của bạn so với 4 năm trước thế nào? Donald Trump, tôi rất vui mừng vì ông đã hỏi câu đó, vì tôi hy vọng mọi người ở đất nước này dành chút thời gian để nghĩ lại vào tháng 3 năm 2020. Virus COVID-19 đã đến Mỹ và ông Trump khi đó là tổng thống. Sau đó, ông Biden bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc đen tối trong những ngày đầu của đại dịch. Ông nói rằng các phòng cấp cứu của bệnh viện quá đông đúc, những người cấp cứu đã liều mạng để chăm sóc bệnh nhân, các y tá đã đeo túi sát để tự bảo vệ mình vì có rất nhiều người tử vong. Bên ngoài nhà xác, không chỉ bên trong bệnh viện, người thân chết cô độc một mình. Nhóm tranh cử của ông Biden cũng đã nhắc nhở cử tri rằng ông Trump đã làm tổng thống 4 năm trước khi mà đại dịch càng quét đất nước. Vào thời điểm đó, số người chết ở Mỹ ngày càng tăng. Người Mỹ được khuyến khích ở trong nhà và hạn chế tương tác trực tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, thị trường chứng khoán thì sụt giảm và các kệ hàng tạp hóa trống rỗng. Vào ngày 21 tháng 3, nhóm tranh cử của ông Biden cũng đã tung ra một quảng cáo kỹ thuật số bắt đầu bằng bài đăng trên mạng xã hội trước rằng bạn có sống tốt hơn không của ông Trump. Và sau đó, chiếu cảnh mà các bệnh nhân trong bệnh viện cách đây 4 năm và các bác sĩ mặc đồ bảo hộ cùng cảnh quay người Mỹ đã tích trữ hàng hóa. Quảng cáo kết thúc bằng từ có như một câu trả lời. Đại dịch có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2024 như thế nào? Đại dịch cách đây 4 năm, thưa quý vị, đã khiến cho ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử 2020 và cơ hội tái tranh cử. Hơn 1,1 triệu người Mỹ đã chết vì dịch bệnh, nhưng mà hầu hết số ca tử vong đó xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. 4 năm sau, ông Trump và ông Biden có thể là ứng viên tổng thống của đảng tương ứng của mình, đang chạy đua với cuộc tái đấu. Và đại dịch chỉ là một ký ức đau thương đối với tất cả hầu hết người Mỹ, và cử tri dường như đã có những điều khác khi mà cân nhắc sự lựa chọn của mình trong cuộc bầu cử năm nay. Một số chiến lược gia của đảng Cộng hòa tin rằng, hầu hết cử tri sẽ nhìn vào tổng thể nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump và họ sẽ kết luận rằng họ sẽ khá hơn về mặt kinh tế hoặc là mặt khác dưới thời ông Trump. Một chiến lược gia Alex của đảng Cộng hòa cho biết, Tôi không nghĩ đại dịch có tác động lớn đến như vậy, đó là một sự kiện đã kéo dài nhiều năm và mọi người đã vượt qua nó. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể chỉ ra những điều khác đã xảy ra vào năm 2020. Chúng ta đã bị chia rẽ như thế nào? Các cuộc biểu tình, cuộc bầu cử gây chia rẽ và tất cả đều lên đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 1 mà có thể giúp ích cho ông Biden. Còn bà Sarah Matthew, cựu phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc trong thời chính quyền của ông Trump và sau này trở thành người chỉ trích ông Trump thì lại nói Tôi có xu hướng nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn thời chính quyền Trump một cách toàn diện hơn, chứ không hiểu nó theo nghĩa đen. Tôi nghĩ mà suy nghĩ của họ sẽ không nhảy lên ở đại dịch ngay lập tức, mà tôi nghĩ họ sẽ xem xét toàn bộ thời kỳ ông Trump cầm quyền. Vậy thì đáp án của câu hỏi, cuộc sống có tốt hơn hay không, có thể khác nhau tùy theo từng người và tùy theo từng thời điểm hoặc là từng tình huống. Ông Alex Conan đã nói, câu trả lời rõ ràng là điều đó còn tùy vào tình huống đại dịch đã kết thúc, không ai đổ lỗi cho ông Trump vì đã gây ra nó. Và không ai ghi công ông là người đã tạo ra loại vaccine chấm dứt đại dịch. Nên kinh tế hiện đang hoạt động tốt, nhưng mà nó xuất hiện sau một đợt lạm phát kỷ lục và mọi người vẫn đang lo lắng về điều này. Đối với hầu hết những cử tri, câu trả lời là không rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà bản thân kết quả bầu cử vẫn chưa rõ ràng. Và tôi không nghĩ có một cử tri nào muốn quay lại những ngày đen tối của năm 2020, nhưng mà xét theo số liệu thăm dò dân Ý, thì hầu hết cử tri cũng không thích năm 2024 cho lắm. Cô Caroline, là thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump đã cho biết, ông Joe Biden và các đồng minh truyền thông của ông ấy có thể sẽ chọn những con số từ thời điểm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng mà họ muốn, nhưng mà người Mỹ biết Biden là một thảm họa dưới thời ông Trump công quyền, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nhiều và đây là lý do tại sao mà cựu tổng thống Donald Trump tiếp tục áp đảo so với ông Biden trong các cuộc thăm dò. Và chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tháng 11, thưa quý vị. Và sự cạnh tranh giữa ông Trump và ông Biden ở các bang chiến trường vẫn đang dao động và đang ngày càng gắt gao hơn. Nhưng mà các cuộc thăm dò cũng đã cho thấy, bất chấp khủng hoảng về kinh tế do đại dịch gây ra trong năm 2020, thì nhiều cử tri vẫn tin tưởng ông Trump hơn trong những vấn đề then chốt. Một cuộc thăm dò của CBS đã công bố vào đầu tháng 3 đã cho thấy, nhìn lại quá khứ thì 65% cử tri tin rằng nền kinh tế đang ở trạng thái tốt dưới thời ông Trump, trong khi chỉ có 38% giữ quan điểm tương tự về nền kinh tế dưới thời ông Biden. Và mặt khác, 28% cử tri cho rằng nền kinh tế đang trong một tình trạng tồi tệ dưới thời ông Trump so với 59% của ông Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng vừa ca ngợi thành tích kinh tế của chính quyền ông Biden trong tháng 1. Bà chỉ ra rằng xu hướng tăng trưởng kinh tế chung là thuận lợi, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức thấp, làm phát giảm và niềm tin của người tiêu dùng đang tăng. Bà Yellen cũng đã nói vào ngày 25 tháng 1 rằng, nói một cách đơn giản, đây là một sự phục hồi kinh tế công bằng nhất trong lịch sử chúng ta đang chứng kiến sự tiến bộ không chỉ là đối với tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ, mà còn đối với toàn bộ các nhóm nhân khẩu học, chẳng hạn như là sự sụt giảm nhanh chóng về tỷ lệ thất nghiệp của người da đen và người gốc Tây Ban Nha. Nhưng mà một cuộc thăm dò của Đại học Monmouth đã công bố vào tháng 2 lại cho thấy, mặc dù khoảng một nửa công chúng ghi nhận công lao của chính quyền ông Biden cho việc kinh tế chuyển biến tốt, nhưng mà nhiều người Mỹ không ghi nhận công lao của chính sách về chính quyền ông Biden, ví dụ như là sự thịnh vượng dành cho kinh tế Hoa Kỳ. Và trong số các gia đình trung lưu ở Hoa Kỳ, thì 45% cho biết rằng họ không được hưởng lợi gì từ những chính sách của ông Biden. 33% cho biết các chính sách của chính quyền ông Biden mang lại lợi ích rất ít cho họ, và chỉ có 16% cho biết các chính sách này mang lại lợi ích. Ngoài ra, có 7% người cho biết rằng họ không chắc chắn các chính sách này có lợi cho họ hay không. Còn các cuộc thăm dò này cũng đã cho thấy mặc dù nền kinh tế thời kỳ chính quyền ông Biden đang có dấu hiệu khả thi nhưng mà hầu hết người Mỹ đều cảm thấy ngược lại và quan điểm của họ về tình hình kinh tế trong nhiệm kỳ của ông vẫn tiêu cực. Điều này khiến cho chính quyền ông Biden và nhóm vận động tranh cử năm 2024 của ông đang cảm thấy rất bấp bênh bởi vì họ luôn muốn mọi người tin rằng ông Biden thực sự có một câu chuyện thành công về mặt kinh tế và Julie cũng như là ban biên tập rất vui khi mà nhận được những đóng góp, ý kiến chia sẻ cũng như là kinh nghiệm của quý vị dành cho bản tin. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin người Việt Canada.